Rồi, xin chào tất cả mọi người đã đến với cái video của mình nhé. Thì hôm nay thì mình đến nhà một người em chơi, thì có một cái cây sung này là trước người em đổ đất nó bị nấp đi cỡ khoảng 4-50 phân nha mọi người. Đó thì mình đến nhà chơi thì mình xin luôn. Xin thì người em cũng cho nha mọi người. Đó thì mình chạy về nhà mình cầm cái bộ đồ nghề của mình đến mình đào luôn nha mọi người. Thì về thì mình cắt mình làm bonsai, thì xin mời tất cả mọi người cùng xem mình đào cây rồi về cắt về trồng cây sung nha mọi người, cho nó đẹp để chơi nha mọi người. Đó thì mình sẽ lấy cái kéo của mình ra mình bấm hết những cái tay cái cành đi, thì nhìn cái thân nó lắc lư nhìn cũng rất là đẹp. Cái thân của nó thì bằng 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 đùi người lớn nha mọi người, rất là đẹp. Đây thì giờ là mình sẽ lấy cái cuốc mình đào nha mọi người. Đó, cái lớp đất ở bên trên thì đào nó cũng rất là dễ đào nha mọi người, nhưng mà đây thì trước của em nó đổ đất lẫn với đá nên là cũng có rất nhiều đá nha. Đó, từ cái lớp này thì đất nó cũng rất là cứng, đào rất là khô nha. Cái cuốc của mình mà cuốc tung hết đất lên nha mọi người. Đó, đào được một lúc thì mình bới bới các cái rễ của nó nhưng mà chưa thấy đâu nha mọi người. Đất rất là cứng và cái đá nhỏ nhỏ cũng rất là nhiều nha mọi người. Tới cái khúc này thì cũng rất là mệt rồi. Mệt mà trời rất là nắng nha mọi người. Đào tầm nửa tiếng, hơn nửa tiếng nha mọi người. Và cái xuống đất cũng rất là sâu rồi, nhưng mà chưa tới cái gốc nó đâu cả. Cái sung này thì rất là đẹp. Đó, còn đây. Tới đây thì tới cái gốc của nó rồi nha mọi người nhá. Thì nó cũng có rất là ít rễ thôi. Cái đất trước là đất sét rất là cứng, mình cậy bay mà không cậy được nha mọi người. Đó. Tới đây thì có mấy cái rễ nhỏ nhỏ này. Mình lấy cái cưa 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 bằng thép của mình nhá. Cái cưa bằng thép này thì nó rất là sắc nha mọi người, cắt thì rất là ngọt và dễ cắt nha. Và nó rất là bền. Thì ai muốn mua các cái đồ sử dụng để làm cây cảnh bonsai thì mình để cái link rồi mọi người vô mua nha. Tới đây thì ở dưới nó có mấy cái cục đá nó chèn vào cái gốc nha mọi người. Thì cuốc không đào được, thế là mình mải móng mình chạy về nhà mình cầm cái xào beng lên mình đào nha mọi người. Mình cậy nha, cậy mấy cục đá lên này. Đó, giờ mình đang cậy này, cậy mãi mới lên nha mọi người. Lá cục đá nó rất là to. Cậy đi cậy lại toàn đá không. Trước của em nó đổ đống đất này thì nó lẫn đá nha, nên là nó chèn nó phủ hết lên các cái gốc. Đây thì giờ mình lại cục đá lên nha mọi người, rất là to nha, chèn qua cái gốc. Không có xào beng mà không cậy mấy cục đá này thì không bao giờ đào nha mọi người. Đó. Hôm nay thì ở nhà cũng rảnh rảnh nên là mình đi chơi thì mình thấy nhà cô em có cái gốc cây sung nhìn hay hay mà trước nó cũng có quả rồi nha mọi người. Đó thì mình thấy vậy là mình xin mình đào đây nha mọi người. Ở cái ảnh này thì nhìn cái gốc nó rất là đẹp nha mọi người, đây này lắc lư đó, nhìn hay nha. Cái này mà đào về mình trồng là làm bonsai thì rất là đẹp, xong là sau này cây nó có quả nữa thì rất là ok nha. Tới đây là mình phải đào toàn bằng xà beng nha mọi người, bởi vì dưới nó sâu xong nó có đá nữa nha, không đào được bằng cuốc nha. Đó, rất là mệt. Đào được một cây về chơi bonsai thì rất là mệt nha mọi người. Toàn dùng bằng xà beng chọc từng tí đi một. Cái đất ở dưới nó cũng cứng nha. Giờ thì ở chỗ mình là cũng vào được mùa khô được tháng 2 tháng nha mọi người. Đó. Tới đây thì cũng tới những cái rễ bốn quanh nè. Đây là mình lấy cái cưa của mình cắt nè. Đó. Còn có mấy cái rễ đó thôi nha mọi người. Đây cái rễ của nó này. Đó. Bên đây một cái rễ nữa nha mọi người. Cái cưa này thì cái ưu điểm của nó rất là dễ cắt mà nó gấp thì rất là gọn nha. Đó, mà cái lưỡi nó làm bằng thép nha. Mọi người mà ai muốn mua cái cưa rồi cái kéo cắt thì liên hệ với mình nha. Rồi tới đây thì cái gốc nó đã lên rồi nha mọi người. Đó đây này, nó cũng có ít rễ đây nha, nhìn rất là đẹp nha, thân thì nó lắc lư. Giờ thì mình sẽ vác về nhà rồi mình xử lý nha. Đây, tới cái khúc này là mình đã rửa sạch nha, rửa sạch và để cho cây nó ráo rồi nha mọi người. Giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái thân cái cây này nha mọi người. Đó.
Cái cây này thì nó dài nha, dài chắc hơn 1 mét á, nhưng mà giờ mình chơi bonsai nên là mình sẽ cắt ngắn đi nha mọi người. Đó. Dưới giờ thì mình lấy cái bộ đồ nghề chuyên dùng của mình nha, cái cưa cái lưỡi bằng thép này mình cắt nha mọi người. Đây này, mình cắt lấy cái khúc gốc trước này, đó, nhìn rất là đẹp nha. Cái này mình cắt rồi mình đục rồi mình sửa sang hết lại nha. Đây là cái bộ đục của mình này, đó. Tới khúc này là cái dao mình mua mua cái dao dao để chuyên ghép cây nha mọi người. Đó, nó rất là sắc, lưỡi nó bằng thép để mình gọt những cái mép da nha. Đây là cái khúc thân này, khúc thân mình mới cắt vừa nãy. Cắt xong giờ mình sẽ đục bo tròn đi cho nó đẹp nha. Xong chốc nữa mình gắn keo nha. Bo tròn thì cái sau này các cái mép da nó sẽ kéo ra thì nhìn nó đẹp thành một cái sẹo đẹp. Đây nha mọi người, nhìn rất là đẹp. Đó. Đây thì trên này nó có một cái tay nhỏ thì mình sẽ để cái tay đó. Với cái khúc này là mình cắt những cái rễ này mọi người. Cắt những cái rễ để cho nó gọn lại. Còn những cái rễ nào dập là mình sẽ cắt bỏ nha. Đấy, nó không bị dập nha. Trong chốc nữa thì mình sẽ gọt thì mình gắn keo nha. Mọi người nhìn thấy cái cưa này rất là ngon không? Cắt rất là ok nha. Đó. Cái rễ rất là to mà cắt đi ao ao nha mọi người. Đó. Ai mà chơi bonsai mà không sử dụng cái cưa này thì là một cái thiệt thòi rất lớn nha mọi người. Đó. Rồi đến cái kéo nha. Cái kéo thì rất là sắc, cũng làm bằng thép nha mọi người. Đến đây là mình đã cắt gọn nó xong rồi nha mọi người. Đó. Đây này, nhìn nó nhỏ nhỏ nhắn xinh xinh nha mọi người. Sau này mà mình nuôi sống rồi mình chơi bonsai mình uốn các cái tay thì rất là đẹp. Đó. Đây. Tới cái khúc này là mình đang lấy cái dao dao ghép cành nha mọi người. Đó là mình đang gọt các cái mép da nha, các cái mép rễ nha cho nó sắc lại, cho nó mịn lại nha. Đó, để tí nữa mình gắn keo nha mọi người. Đây. Cái dao nó rất là sắc, rất là mịn nha. Khi mình cắt thì cái cưa nó sắc nhưng mà nó cũng bị sơ sơ nha. Đó, mình gọt các cái mép da đi vào này. Đó, rất là sắc. Cái dao này chuyên dùng để ghép nha, rồi gọt các cái mép da nha. Đây mọi người, rất là sắc. Gọt như này thì khi chúng ta gắn keo vào thì nó sẽ kéo ra kéo sẹo nhanh nha mọi người. Một cái bộ dụng cụ mà chuyên cho anh em dùng cây cảnh là chẳng hạn như cưa nha, kéo rồi dao ghép nha, rồi các cái loại kìm để bấm các cái cành, các cái vết sẹo nha. Đó. Đây là cái sản phẩm của mình xong rồi nè mọi người này. Đó. Nhìn rất là đẹp nha, nhỏ nhỏ nhắn nhắn nha. Đây. Chỗ này thì nhìn cái đẹp nha mọi người. Đó, chỗ cái thân của nó này. Mình đã đục đây, nhìn quá đẹp luôn nha mọi người. Giờ thì mình sẽ lấy cái keo Mỹ Tiến nha mọi người. Keo Mỹ Tiến, keo gắn da gắn sẹo nha mọi người. Cho nó khỏi bị mất nước, khỏi bị thối cái các cái thân, các cái rễ nha. Mình sẽ bôi một lớp mỏng nha mọi người. Thì sau khi mình bôi tầm có khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là cái keo này nó khô nha mọi người, là mình có thể mang đi mình ngâm kích thích được nha mọi người. Đây, giờ mình sẽ bôi đến cái thân to nha mọi người. Đó. Đây này, mình chỉ cần bôi một lớp mỏng là được nha. Cái keo này thì nó có màu hồng hồng nhạt nha, mùi thì thơm nha mọi người, rất là dễ chịu, không có độc gì cho người nha. Đó. Keo này thì mình dùng rất nhiều nha, dùng để gắn rễ keo, gắn rễ cái rễ rễ mai nha mọi người. Rồi. Thì tới cái khúc này là cái keo nó khô rồi nha mọi người. Giờ mình lấy cái kích thích L3M nha. Kích thích L3M này thì cái hiệu quả là rất là tốt nha mọi người, mà cái giá thành nó rất là rẻ. Một cái hũ này thì tầm 20.000 nha mọi người. Đó. Mình dùng được rất nhiều lần. Cái màu của nó thì nó bằng bột, nó màu xanh xanh nha. Mình cho vào đây mình hòa này. Nước mình lắc đều cho nó tan hết ra nha mọi người. Khi mà nó tan hết ra thì mình tiến hành mình đổ thêm nước nha mọi người. Đổ thêm nước để mình ngâm cái gốc sung đó mình trồng nha. Trồng là mình chơi nha. Đó. Giờ này mình bỏ gốc sung vào mọi người. Nhìn rất là đẹp nha. Đó. Đây này. Mình cắt rất là gọn, nhìn rất là đẹp. Tiện thì mình cũng cũng dâm luôn mấy cái gốc cái thân trên của nó nha. Đó. Mấy cái thân trên thì nó cũng rất là to và nó cũng khô khoằm, nó cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó. Dâm để chơi nha. Đó. Cây sung thì nó cũng rất là dễ sống nha mọi người. Đây này, ba cái khúc
của mình này. Đó. Giờ thì mình đợi cho nó tầm tiếng rưỡi 2 tiếng thôi nha. Rồi thì đến giờ là mình mang đi mình trồng nha mọi người. Mình trồng vào cái chậu cũ của mình này, nhỏ nhỏ nhắn nhắn là xinh xinh nha. Sau đó mình đổi cái giá thể chuyên dùng trồng bonsai của mình nha mọi người. Đó. Đây này. Đất chuyên dùng để trồng cũng như chơi bonsai cho anh em nha. Cái đất này là đất sạch nha. Đó, tới cái khúc này thì mình tận dụng cái kích thích L3M nãy mình ngâm đó mọi người. Đó, mình tưới hết lên các cái thân cũng như cái chậu. Đó, cho nó ngấm nước nha. Rồi, thì đến đây là cái sản phẩm của mình gần hoàn thành đây mọi người nhé. Nhìn nó rất là đẹp nha. Đó. Cây thì nhỏ nhắn xinh nha. Đó. Sau này tay cành vào thì rất là đẹp. Tới đây thì mình lấy cái túi bóng nha mọi người. Mình chùm hết vào nha để cho nó tránh thoát hơi nước nha mọi người. Đó, sau khi mình chùm vào xong mình lấy dây mình cột nha mọi người, thì mình mang vào chỗ dâm cũng mình để nha, dâm tránh ánh nắng để tầm có khoảng 15 đến 20 ngày thì nó có các cái tay các cái cành cũng như rễ nó sẽ bắt đầu ra nha. Đó thì cái video của mình chia sẻ thì anh em nào mà thấy hay thì cho mình xin một đăng ký, một like, một chia sẻ ủng hộ kênh cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Rồi thì tới đây khi mà mình cột các cái dây này là gần xong rồi nha mọi người nhá. Khi mà cột xong thì mình sẽ lấy cái kéo là mình cắt ở bên trên cái đầu một tí nha mọi người. Rồi là mình đợi kết quả đây nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người xem video nhá.